mình đã khóc rất là nhiều. Lâu lắm rồi mình ra rạp mình mới ngồi khóc nhiều như phim này. Nhưng mà mình cũng không có đoạn nào mà phải gào khóc nức nở, nhưng mà có rất là nhiều phân cảnh khác nhau khiến cho mình bị xúc động và sau đấy là mình nghẹn ngào. Đó là một cái cảm giác kiểu trái tim mình được chạm tới, khiến người xem rất là xúc động. Nó mang cho mình cảm xúc là mình cảm thấy yêu mẹ mình nhiều hơn. Phim này nó mau nước mắt lắm. Nó có phần bi, nó làm cho người ta khóc, nhưng mà nó cũng có những cái chi tiết nó làm cho người ta cười. Nó là trong cái bi quan thì có sự lạc quan. Xem phim này xong thì mình có hy vọng hơn. Mặc dù mình khóc thì mình khóc, nhưng mình thấy phim nó mang đến hy vọng nhiều hơn. Là nó mang đến sự bi luận, nó không có bắt người ta phải khóc, mà cái việc khóc của phim này nó rất là tự nhiên. Nói chung là phim rất là hay, em thấy rất là có ý nghĩa, rất là cảm động luôn á. Có những cảnh mà mọi người phải phá lên cười vì cái sự hài hước duyên dáng mà không thể nào tưởng tượng được là bộ phim này có những nhân vật mà có thể bổ đến như vậy đó. Em với bạn em cũng đều khóc, đều rơi lệ. Và cái đoạn phim này em cũng thấy được là tình mẫu tử nó kiện thiên ly như thế nào không? Tôi rất là nể các biên kịch Hàn Quốc. Luôn luôn họ luôn luôn rất là có rất nhiều cái tình tiết mà gây cái xúc động mạnh. Đây là một bộ phim mang tính chất rất là chữa lành. Từ đầu đến cuối mình cảm thấy là đời sống trong ngục tù hoàn toàn rất là ấm áp bởi những cái con người rất là coi nhau như là một gia đình vậy đó. Các bạn trẻ cũng như là các vị phụ huynh ấy, là mình nên đến để xem và cảm nhận những cái tình cảm ở trong cái bộ phim này nó đem đến. Nếu có thể thì hãy rủ bạn bè, gia đình, bố mẹ, người thân của mình đi ra rạp và thử trải nghiệm một bộ phim rất là nhiều cung bậc cảm xúc.